nghe chưa? Ô đây này. Đây nhá, để mình thử các con dê ra cho các bạn nhìn nhá. Ô nó chui sâu quá. Để mình thử gõ này. Để mình thử đổi một cái dụng cụ khác nhé. Để mình đổi thử đổi sang chiếc đũa này nhá. Để mình thử đổi. Đây, mình đã chuẩn bị một chiếc hộp để đựng sẵn cho con dê đây rồi. Mình đã chuẩn bị một chiếc hộp để đựng con dê này rồi. Ôi, các bạn nhìn thấy không? Nghe chưa? Ôi đây. Ôi, mọi người nhìn thấy chưa? Con dê siêu to khổng lồ.